Hôm nay em về được một cái lô thanh đạm Indo hàng hai mùa hoa. Đây một chậu như này em bán với giá là 250.000 nhá. Đợt này là nhà em ôm được cái lô hàng này, lô hàng xả cho nên là nó mới có cái giá rẻ như này nhá các bác nhá. Chứ còn để mà nói cái hàng này này là cái đợt trước Tết em bán là 350.000 một cây đấy ạ. Nhưng mà đợt này là vườn người ta xả ấy cho nên là nó mới có cái giá rẻ bất ngờ như thế này nhá. Đây mặt hoa của nó này. Cái dòng thanh đạm này thì hoa của nó rất là dày. Rất là dày hoa, hoa thơm, bền. Mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài khoảng tầm một tháng nhá. Và một năm nó sẽ có hai đợt hoa vào tầm tháng 5, tháng 6 dương. Và một đợt là rơi vào chính xác Tết nhá. Các bác muốn chơi hoa dày thế này mọi người ghép cho em khoảng tầm 3 giò. Ra một suối hoa như thế này nhá. Thanh đạm này thì chỉ lưu ý với các bác một chút là cái lá của nó sẽ không được đẹp đâu. Đây là hàng thực tế luôn này. Đây nhá mọi người nhìn cho em này. Những cái gai hoa này nó đang nổi lên rồi đây này. Đây này. Như những cái cây này là nó ra hoa sớm nhá, là tầm này đang bắt đầu nhìn thấy mắt hoa rồi. Đây. 250k một em nhé. Chân rồng đỏ hàng mới cập bến nhé các bác nhé. Đây này, giá đợt này siêu yêu luôn, 180.000 cho một thân. 100% hàng đang nụ nhé các bác nhé. Đây, nụ đây này. Thân của nó thì nó sẽ cao khoảng tầm 50 đến 60 cm nhé. Chân rồng đỏ này. Hoa cực kỳ thơm này. Bền nhá, cái dòng này nó rất là bền hoa nhá. Hoa nó sẽ có cái màu tím đỏ như này nhá. Màu tím đỏ nhá các bác nhá, chứ không phải nó là một cái màu đỏ chót, đỏ thuần đâu. Nó là màu tím đỏ nhá, màu đặc trưng của cái dòng trầm ấy ạ. 180.000 cho một thân nhá. Đây, hàng đã xuống lá toàn bộ rồi này. Nụ tầm này thì nó mới chỉ gai lên thôi. Nó chưa to hẳn nhá. Cái dòng trầm này thì nó rất là bền hoa. Mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài khoảng tầm một tháng nhá. Hàng thân thủ nhá. Hàng thân thủ đốt ngắn này. To đẹp, mập, dã man. Em chào cả nhà nhá. Hiện tại đang là phiên tối của ngày 21 tháng 2 năm 2020. Tối nay thì em sẽ lên chia sẻ đến các bác một số cái mặt hàng thân thòng thuần nhá, đang có nụ, hiện đang có sẵn tại nhà em này. Đầu tiên nó là cái dòng giả hàng Pháp nhá. Đây này, giả hàng Pháp của nhà em nó là cái hàng siêu thân nhá. Và hàng 100% đang có nụ. Một giò Pháp như thế này em bán với giá là 380.000. Mặt hoa này các bác này. Cái dòng này nó rất là sai hoa nhá. Hoa tím đậm đúng như thế này luôn này. Đây, hàng đang nụ đây này. Mầm gốc lên siêu nhiều nhá. Đây này mọi người mua hàng tầm này thì rất là lợi. Vì là những cái mầm này này, nó phát triển rất là tốt luôn. Về mọi người có thể tách ra, trồng sang được một giò mới nhá. Đây. Xanh gì luôn này. Hàng đang nụ nhá cả nhà nhá. 380.000 nhá. Giả hạt Pháp ạ. Ôi, đẹp chưa? Cái hàng này thì thân nó hơi ngắn một chút, nhưng mà bù lại thì nó rất là dày ngọn nhá. Đấy. Quá đẹp luôn. Châu rừng hàng kg này các bác này. Đây hàng này em đang bán là 550.000 cho một cân. Các bác mua từ 2 cân trở lên em bao ship nhá. Và cái hàng này của nhà em nó là hàng cây giống nên là một cân của nó sẽ dao động từ 10 cây đến 12 cây một cân nhá. Trung bình một cây này thì nó dao động từ 2 cặp lá rưỡi đến 3 cặp lá rưỡi cho một cây. Đây là hàng rất là già cây luôn nhá. Các bác ghép cái tầm này là kịp Tết ra hoa để mình chơi Tết nhá. Đây, mọi người nhìn cho em này, cái cuống hoa cũ này.
550k một cân nhé cả nhà nhé. Mua từ 2 cân trở lên thì em bao ship ạ.